nhìn xem các nước nào nơi chiến tranh thắng chẳng nhớ thầy nước Nam. Quả dính nhờ đăng cầu lam tu hành không đời chùa ám chứ làm gì. Ngày nay bạc lộn dưới trì nữa sao lộng lại dính tìm mà thầy chế khuyên chạy. Chiến đông nổi dậy cây này gắn lo niệm Phật cầu thầy cứu cho. Đang đi dòng gió thật to cầu xin Bồ Tát độ cho cái một lần. Mưa giông bão tố sông thần cuốn trôi nhà cửa dưới trần tiêu tan. Lại cầu cha đức ngốc hoàng mẹ thì ngự ở thiên đàng mà cung tiên. Gió giông lũ lục trong miền cung tiên mẹ ngự cứu liền trần gian. Mẹ xin cha đức ngọc hoàng tha cho dân chúng bình an cái hôi này. Đã trở về Dinh Đức Cốt để mà đồng hành với chú Ba Bình Dân cùng với đoàn Đồng Tháp. Hai chào cô gái Sen nha. Chào bé Tiết. Thì hôm nay được đồng hành đến Dinh Đức Cốt thì chị có thể tặng những cái vần thơ pháp để tặng cho bà con được không chị? Dạ được chú. Bữa nay ngày về viếng Đức Cốt ở đầm sen của nơi của ngày xưa của ông Sáu của Đức Phật thầy Tây An á. Ngày xưa là cháu có về đây trầm mà giờ cháu về dần đau rồi cho giờ mình tặng vần thơ pháp cho bà con đồng đạo xa gần trong nước và ngoài nước đi ha. Dạ, để mà nghe để mà hướng về nhớ lại kỷ niệm của thầy xưa cái con mà cái ông năm chèo tu đó giờ ngày nay đó như mình ấy lại đi mình ngâm lại bài thơ cho bà con hướng vậy là, về tu đi ha. Vậy là chị nghe kể đó là ngày xưa Đức Cố khi mà bị giặt bao giây thì có ông Sáu nổi lên để mà đưa Đức Cố đi về ẩn lánh đó phải không? Ẩn lánh rồi Sáu chậm đi giờ Sáu về dầm nao rồi. Dạ dạ rồi vậy mời chị ha. Dạ dạ thôi con cũng chúc mà cô chú đồng đạo xa gần trong nước và ngoài nước nay con cũng có đến viếng tại Dinh Đức Cố. Nay con cũng có tặng cho bà con đồng đạo xa gần trong nước và ngoài nước một dòng thơ pháp của về sự tích của ông Năm Chèo ở sông Dầm Nao. Trước kia thì ông cũng ở Lắng Linh và về Dầm Nao. Con cũng coi như có cái vần thơ pháp chốt tặng cho bà con. Mong bà con cũng ủng hộ bà con. Nếu như có sai cũng xin bà con thông cảm cho con. Sông Dầm Nao nước mau chảy xiết, có ông Năm Chèo nằm miết dưới sông. Sáu tu nay đã thành rồng, nước xây nhiều dòng cát lấp lưng ông. Nhìn trời sông rồng mênh mông, sáu đã qua rồng cho dân chúng đến xem. Sáu tu nay chẳng thèm nằm, mà sáu đứng trầm cho dân chúng lên lưng. Bà con đến tắm vui mừng, thầy về mê trở lại xem chừng mà sáu lên. Sáu về mấy tàu lại bề trên, lòng qua lập hồi tái đền núi ông. Thầy về sâu lại qua lông, mà lông lại qua rồng. Thầy cởi xem mà coi, nhìn trần nay đã lâu rồi. Phiền trong cô bác mà tóc má rồi tu thân. Từ đây lập hỏi sắp rằng, ăn chay niệm Phật được phần qua sông. Thầy về sâu nọ qua lông, mà lông lại qua rồng. Thầy cởi về mây, mắt nhìn ngó thẳng trời mây. Dầm Nao cách lấp
Phật mở đường, thầy về mê trở lại dẫn đường cho chúng sanh. Ai mà tu thật làm lành, xấu ông ấy nằm xuống thành đường đi qua. Thầy về mới lập hỏi mạng ba xấu mà nói vậy thì người ta mới bay hồn. Sống sâu gắn nổi tánh còn, cả cha mới bay lòi chạy dồn bờ ao. Bà con đến tấm sông mà sao, chánh quyền cán bộ mới cho máu tam dừng đừng xem còn nổi má mình. Thầy về mê trở lại xem chừng xấu đi, bà con tâm niệm từ bi, đến khi tới việc thì đường đi mới qua đình. Tiếp luôn, vỗ tay. Đừng xem còn nổi má mình, thầy về trở lại xem chừng mà xấu đi, bà con tâm niệm từ bi, đến khi tới việc thì đường đi qua đình. Gắn tu đủ phước tu cho của mình, thầy về mê trở lại thấy nhìn cho qua. Ai mà tu đạo Thích Ca cùng thuyền bắc nhã đắng mà sơn sông. Ai mà tu đạo Tiên Ông cùng thuyền bắc nhã cùng trong cái dê đài. Trên nón sen nở hăng ngày, núi Cẩm Điện đài mới thấy Phật tiên. Thầy về trở lại chẳng niềm cần diện, ai có phước liền mà thầy ban. Hỏi này Đức Phật Tây An, xuống thuyền bắc nhã đón sang cái dê đài. Môi Đồ Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 29 tháng 2 năm Giáp Thìn, chúng con hiện ở dinh sân trung của Đức Cứu Hoàng Hoàng Trần. Qua cô gái sen cũng đọc về bài ông Năm, tôi cũng xin đọc ba lợi những cái sấm thi là của Đức Thầy nói về ông Năm Trèo. Nam Mô A Di Đà Phật. Mặt dinh khúc dạng từ bi, thiền đi một mạch về thì dành nao. Dòm xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi vài câu. Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệp thú nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tay, giảng đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Đời như mạng nọ bằng phe, hãy ráng đọc về của kẻ khùng điên. Nam Mô Di Đà Phật. Đó là quyển 1 sấm giảng khi người đời tu niệm. Còn đây là cơ lực thiên hoàng. Ngày Năm Trèo ngủ mấy ngàn năm, nay sắp thức nhầm thời mạt pháp. Ông ta thức há to miệng ngáp, xoay ba vòng một ngáp 500. Ai tu hành giả dối trong tâm thì sẽ bị ông Năm hân xử. Còn ai giữ trong tâm 6 chữ thì được ngài ứng xử đỡ nâng. Nam Mô A Di Đà Phật. Và dàm nhau gác ngõ lên bờ, thả họng cho bự nằm chờ người ta. Kẻ nào là quỷ dạ ma, chung vô cũng nó nuốt mà cành hông. Ai ôi dở tổ bày ông, đình hòa đuôi nó tắt trong bé bờ. Chúng tôi vậy cho thấm đi, Phật có dạy, Phật bảo rằng việc không dễ kiếm, sẽ đổi thay cho niệm lọc đừa. Ráng bền lòng tu niệm sớm trưa, rồi sẽ thấy việc chưa từng thấy. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, vỗ tay. Được khách hành hương, nay con mấy xem sách ta nói gương. Kinh thầy kinh xưa thầy để lại, dinh này thành tâm hương con nguyện thấy về đầu con. Hồn âm đức cố đại non, tại dinh hương con nguyện lòng con theo thầy. Thờ ông đức tu dinh này, cứ đã đất đào lấy thầy thờ xưa.
của Phật Thầy. Đức ông cưới ra đất đào sau này Thầy đang trở về nuôi cấm đến vàng, cứu cho hiện đức bình an cái kia này tiếng chi lời của Phật Thầy. Đức ông có quảng sau này mới cầm tinh giữ cho bốn của hồi tiếng đình, hồn ông chúng trực tiếng đình cũng về đây bốn gánh thẻ cấm nơi này đường vô đi cấm mà lấy Thầy thân xưa con về mới lại Phật sớm chưa bốn gánh thẻ cấm Thầy chùa con vô con về mới niệm Phật Nam Mô bốn gánh thẻ cấm con vô cái được liền tu hành nhờ phước công duyên bốn gánh thẻ cấm con về liền nơi đây nhìn xem chân nước qua đây nơi đây có giặc Thầy đây mới có liền Thầy về lần núi chân miền công duyên ngay có phước liền Thầy đang Thầy về trở lại núi vàng cứu cho hiện đức bình an cái kia này tiếng chi lời của Phật Thầy. Đức ông có quảng sau này mới cầm binh cần diện ai có phước liền Thầy ban hồi này đức Phật Tây An tiên đoàn lập hội thành gian của đời nhìn xem các nước nào nơi chiến tranh thắng chẳng nhớ Thầy nước Nam quả vinh nhờ đặng cầu lam tu hành không đời chùa am chứ làm gì ngày nay bắn lộn dưới trì nữa sao lộc lại vinh tì mà Thầy chế khuyên chẳng đừng quá say mê hiền lương chánh trực giữa kề Thầy đây Thầy còn ăn ngữ đại mây tại vinh hướng con nguyện Thầy đây mới chứng liền Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn cô gái Sang nha. Dạ dạ. Thầy con xưa gốc cao bằng người miền tiếng Việt dễ lần An Giang. Thầy là Đức Phật Tây An về làng Hòa Hảo điện sang Hoa Quỳnh. Thầy con nhận lệnh tiếng đầu thai chuyện kiếp Hoa Quỳnh chánh tâm. Thầy về mấy trái ruộng làm nông trời ban hay châu sống cho ông cái cây bừa màng ba lập hồi không vừa Thầy lo cái cây mà Thầy vừa dạy dân khuyên trong cô bác xa gần ăn chay niệm Phật được phần trời ban đào tràng mấy tu khắp cả thế gian mùi hương thấp sáng tây an cái lấy về tu hành đừng có cười chế tâm thì niệm Phật tầm nơi bên bờ Thầy còn đứng đợi trong chờ chờ ngày lập hội của đời long qua Thầy mình mới dẫn lệnh Thích Ca phép Đức Di Đà điển Phật Quan Âm tu hành gắng giữ đạo tâm Thầy về mê chọn lựa không lầm một ai mộ bà thờ ở cây nay còn Thầy xưa dạy bác phải mấy phiên đời chèo ghé cấp tình nói đời phiên trong dân chúng mà tính Thầy đặng nghe chèo về mấy chớ lại đầu ghé chùa bồng lai
nhìn tế ghé qua với đâu chờ trăm năm đi đã nay mà trăm năm thầy mở đào thấy chờ long qua ta bà giáo chủ thính ca đức ông di lạc ngày ra của đời phiền trong bổn đạo đừng lơi gắng lo niệm phật về nơi cái tô đình gắng tô đồ phước thầy nhìn thầy về trở lại thấy nhìn thầy bán thầy về giờ lại núi vàng cứu cho hiền đức bình an cái hôi này biển đông nổi dậy cái này gắng lo niệm phật câu thầy cứu cho đang đi dòng gió thật to cầu xin bồ tát độ cho cái một lần mưa giông bão tố sông thần cuốn trôi nhà cửa dưới trần tiêu tan lại cầu cha đức ngọc hoàng mẹ thì ngự ở thiên đàng mà cung tiên gió giông lũ lụt trắng miền cung tiên mẹ ngự cứu liền trần gian mẹ xin cha đức ngọc hoàng tha cho dân chúng bình an cái hôi này. Nam mô Di Đà Phật. Rồi cảm ơn chị nha. Tiếp tục nữa mời chú Ba cúng nha. Với quý cô chú. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến dinh sân trung bên lò đèn bảy thưa với đức cố quản trước ngôi thờ Tam Hoàng của đế Thiên Hoàng, Nhân Hoàng, Địa Hoàng và phục thi thần nông quỳnh đế vua thứng vương yêu mà vi xá ba xá đàng quỳ. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con hôm nay đứng trước ngôi thờ Tam Hoàng Hữu Đế, thành kính dâng lên nén hương lòng cung kính vua thứng vương yêu phục thi thần nông quỳnh đế và ba đời vua Thiên Hoàng, Nhân Hoàng, Địa Hoàng. Chúng con đồng dâng lên nén hương lòng cầu xin quý vị quý ngài hộ độ cho thế giới được hòa bình, đất nước Việt Nam được an lành, mưa hòa gió thuận, bá tánh vạn dân được từ tâm bác ái, giải thoát mê ly tật bệnh vô từ tai qua nạn khỏi. Và chúng con không quên thành kính ngài thần nông hộ độ cho mùa màng được hạn chế sâu đầy, dân chúng có được hạt ngọc trời và trái cây rau củ quả độ nhật nuôi thân sống qua ngày tu hành để đến ngày được thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Mời về lại vốn ngại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Thưa đủ, mời vị đứng dậy. Một xá chánh giữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Trí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi quý vị đạo trong ngoài nước, hôm nay chúng con cũng viếng dinh thờ của đức cứu quản Trần Văn Thành. Lễ bái các ngôi thờ đã xong, chúng con cũng xin các ngài độ chúng con hôm nay được đi nơi về đến chốn thượng lộ bình an, hạ lộ được quy hoàng. Chúc quý khắp đồng đạo trong ngoài nước thân tâm an lạc, đạo quả viên thành hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ xin cha đức ngọc hoàng tha cho dân chúng bình an cái hôi này. Xong sau hồ vàng cái này chắc tay con nguyện cầu thầy bình chẳng dám say
sinh cha đức ngọc như hoàng độ cho chúng chúng bình an cái ngôi này. Nam mô Di Đà Phật. Vậy chuyện gì sức khỏe bình an nha. Không có hồn.